Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em mới về được một cái lô đầu máy cắt cỏ mấy anh chị ha. Thì cái đầu cắt cỏ này là của thương hiệu Mitsubishi. Thì con này được sản xuất tại Nhật luôn, made in Japan luôn ha mấy anh chị. Đây made in Japan luôn, để em focus vô cho mấy anh chị xem đó. Made in Japan có hàng là xịn luôn, mấy anh chị khỏi lo ha. Thì trên thị trường thì hàng giả thì nhiều lắm, nhưng mà hàng này là bên em thì từ trước tới giờ em làm hàng bãi Nhật thì mấy anh yên tâm rồi ha. Rồi thì cái con này á, model của nó là TLE24 ha. Thì chắc nó là 24cc á mấy anh chị ha, khoảng 24cc. Đó thì em về nguyên lô cái đầu máy này là nó mới trăm trăm luôn. Thì mình sẽ gắn cho đầu máy cắt cỏ nè, hay là độ chế xe cắt cỏ, hay là độ chế xuồng phao, xuồng bơm mini á mấy anh chị ha. Thì lúc sau này người ta hay xài cái xuồng phao mini nhỏ nhỏ là cũng sẽ xài được, nó xài xăng hay thì ha. Rồi thì cái này á, là hàng tôi còn nguyên luôn ha, bên em chưa có kiểm tra test hay là vệ sinh hay là cái gì cả ha. Tại về là nó bỏ nguyên một bao như thế này, thì trong đó sẽ có những cái con nó sẽ hơi chày chày nó như thế này mấy anh chị ha, nó kiểu hơi chày chày tại vì người ta bỏ vô cái bao tải nguyên một bao, nguyên một bành như thế này đó, thì chắc chắn là nó sẽ có chày đó. Thì em bên em đã test và vệ sinh sơ một số con ha, để bán cho mấy anh chị. Thì một số á, nếu mà anh chị nào muốn về tự làm nổ á, tự làm nổ, tại vì chắc chắn cái này bình xăng con lâu ngày á mấy anh chị, nó sẽ bị dính cái phần cái lá bơm á. Tại vì cái bơm này là bơm quạt rồ ha, nhìn nó xịn lắm ha, nhưng mà cái nó khác với những cái bình xăng con kiểu đời cũ đó, cho nên là mình phải vệ sinh cái lá bơm ha, để cho nó chạy lại bình thường đó. Thì đây là những cái con máy mà em đã vệ sinh rồi ha, và bên em đang bán với giá là 1.500.000 đồng bao ship. Còn nếu mà anh chị em nào muốn về tự vệ sinh cho tự làm nổ á, thì là 1.450.000 đồng bao ship ha. Đó thì nó chạy xăng hai thì nha mấy anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đo cái kích thước này cho mấy anh chị nè, tại vì cái này là quan trọng này nha. Tại vì mấy anh chị mình sẽ mua cái đầu bắp chuối á, đầu bắp chuối hoặc là những cái cần ha. Rồi cái từ tâm này qua bên tâm bên 5. Kia là 50 nha mấy anh chị ha. Đó, từ tâm này qua tâm bên đây là 50 nè. Đó, rồi. Tiếp theo từ trên xuống dưới nó là 35. Đúng không? Đó. Cái chiều ngang này á là 35, còn chiều dài này á là 50 ha. Cái đầu này nó là con rồi thì nó giống như bao con cắt cỏ khác thôi. Không có gì thay đổi. Rồi đó thì mình mua nguyên bộ cần hay gì đó mình lắp vô thì thành máy cắt cỏ, hoặc là máy tỉa hàng rào, máy gì cũng được đó. Thì đại khái là có nhiều cái đầu máy này nó xài cho rất là nhiều cái loại sản phẩm, như nào là cắt cỏ, tỉa hàng rào, hoặc là nhiều công năng lắm đó. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ test sơ cho mấy anh chị xem ha, một con máy mà bên em đã vệ sinh và kiểm tra bình xăng con lại ha. Đó thì đầu tiên mình bơm xăng, bật công tắc lên đó, và giật thôi. Đó, nói chung là ngon lành lắm mấy anh chị à, hàng mới đó, máy nổ rất là ngon. Rồi anh chị mình lưu ý nó là xăng hai thì đó, máy hai thì xăng pha nhớt nha mấy anh chị nha ha, hai thì xăng pha nhớt nha đó, máy in da bằng xịn sò. Đó, chế là chế quạt rồ quá xịn luôn ha. Đó, mọi thứ là đây là những con máy đã nổ rồi. Đấy. Rồi ok, thì anh chị em nào lấy cái đầu máy này thì nhắn tin cho em tên, địa chỉ, rồi ghi giá là em sẽ biết được là máy đã dọn nổ hay là chưa dọn nổ ha. Đó thì giá 1.500.000 là đã nổ và em chia bao ship, còn giá 1.450.000 đồng là chưa làm nổ và cũng bao ship ha. Thì anh chị em nào chuyển khoản quá mấy anh ơi ha, chắc chuyển khoản đi, dạo này em gần đây em bị bơm nhiều quá, chắc chuyển khoản đi rồi em bao ship luôn cho mấy anh chị ha. Máy là em đảm bảo yên tâm, Mitsubishi trên thị trường hàng giả rất là nhiều nha ha, nhưng mà cái này của em thì bao luôn mấy anh chị ha, giả em tặng luôn. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng rất là nhiều.